đi, là niềm tin của những khách hàng. Đại Phát nơi xây đắp ước mơ, ngày đêm hăng say với những công trình mới. Từ bao lâu hình thành và đắp xây, Đại Phát hôm nay tương lai đang đón chờ. Người Đại Phát chỉ có một quyết tâm, đem niềm vui cho đời luôn hạnh phúc. Nào ta cùng hát khúc hát về Đại Phát thân yêu, nơi đây giống như một gia đình. Nào ta cùng bước bên nhau, cùng chung ước mơ, bên nhau xây hạnh phúc mới. Bạn hãy cùng với Đại Phát hướng tới tương lai, chúng tôi đồng hành cùng giáo dục. Thiết bị chỉnh chiếu, công nghệ thông tin, chung tay xây dựng một Việt Nam. Ở Việt Nam có một công ty là niềm tin của những khách hàng. Người Đại Phát nêu cao mục tiêu lớn, thành công của bạn mục tiêu của chúng tôi. Từ bao lâu hình thành và đắp xây, Đại Phát hôm nay tương lai đang đón chờ. Người Đại Phát chỉ có một quyết tâm, đem niềm vui cho đời luôn hạnh phúc. Nào ta cùng hát khúc hát về Đại Phát thân yêu, nơi đây giống như một gia đình. Nào ta cùng bước bên nhau, cùng chung ước mơ, bên nhau xây hạnh phúc mới. Bạn hãy cùng với Đại Phát hướng tới tương lai, chúng tôi đồng hành cùng giáo dục. Thiết bị chỉnh chiếu, công nghệ thông tin, chung tay xây dựng một Việt Nam. Nào ta cùng hát khúc hát về Đại Phát thân yêu, nơi đây giống như một gia đình. Nào ta cùng bước bên nhau, cùng chung ước mơ, bên nhau xây hạnh phúc mới. Bạn ơi cùng với Đại Phát hướng tới tương lai, chúng tôi đồng hành cùng giáo dục. Thiết bị chỉnh chiếu, công nghệ thông tin, chúng tay xây dựng một Việt Nam. Đại Phát mãi trong tim với chúng ta. Đại Phát niềm tin và thành chỉnh chiếu, công nghệ thông tin, chung tay xây dựng một Việt Nam. Ở Việt Nam có một công ty là niềm tin của những khách hàng. Người Đại Phát của bạn mục tiêu của chúng tôi. Từ bao lâu hình thành và đắp xây, Đại Phát hôm nay tương lai đang đón chờ. Người Đại Phát chỉ có một quyết tâm,
đem niềm vui cho đời luôn hạnh phúc. Nào ta cùng hát khúc hát về Đại Phan thân yêu, nơi đây giống như một gia đình. Nào ta cùng bước bên nhau, cùng chung ước mơ, bên nhau xây hạnh phúc mới. Bạn ơi cùng với Đại Phan hướng tới tương lai, chúng tôi đồng hành cùng giáo dục. Thiết bị trình chiếu, công nghệ thông tin, chúng tay xây dựng một Việt Nam. Nào ta cùng hát khúc hát về Đại Phan thân yêu, nơi đây giống như một gia đình. Nào ta cùng bước bên nhau, cùng chung ước mơ, bên nhau xây hạnh phúc mới. Bạn ơi cùng với Đại Phan hướng tới tương lai, chúng tôi đồng hành cùng giáo dục. Thiết bị trình chiếu,